Hưởng ứng tinh thần biểu dương quốc nội, 200 đồng bào biểu tình trước văn phòng đại diện Đài Loan tại Seattle. Ngay từ trước 11 giờ sáng ngày 5 tháng 10 năm 2016, các xe van và xe bus từ Tacoma cũng như các xe cá nhân đến từ các vùng phụ cận để tham gia biểu tình. Trong số đó, kể cả từ Washington miền Đông sang đến miền Tây cùng tham gia. Em từ DC trở về Seattle ủng hộ cuộc biểu tình chống Formosa. Tôi là Lành Phạm ở Linwood, hôm nay đi biểu tình chống Formosa để ủng hộ 10.000 người Việt Nam ở Hà Tĩnh đứng lên chống Formosa do cha Hợp là Anton lãnh đạo ở Hà Tĩnh. Với trên 200 đồng bào và trên 100 biểu ngữ lớn bé, các loại đã nói lên sự phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ăn hối lộ và thông đồng với kẻ thù địch để chọn vùng đất vốn đã nghèo khốn khổ Hà Tĩnh, Vũ Áng là nơi để xả những chất độc tối nguy hiểm mà không nơi nào trên thế giới muốn dung chứa, để giết chết mạng sống của người dân Việt, tiêu diệt ngư phủ trong vùng và gieo tác hại trầm trọng lâu dài. Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, thay mặt ban tổ chức đã nói lên ý nghĩa sự đoàn kết biểu tình để đuổi kẻ thù Formosa ra khỏi quê hương. Thay mặt ban tổ chức cuộc biểu tình hôm nay, trân trọng cảm ơn quý vị đã hiện diện hôm nay theo lời kêu gọi của ban tổ chức. Kính thưa quý vị, đã 6 tháng nay, môi trường ô nhiễm, cá chết hàng loạt và đồng bào ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã đứng lên biểu tình gọi quyền sống, vì không thể sinh sống trong môi trường mà cá chết hàng loạt từ 6 tháng nay. Bác sĩ Giáp Phúc Đạt, Phó Chủ tịch Cộng đồng Tacoma Spear County, phát ngôn viên đặc trách truyền thông và chính giới ngoại quốc, đã giải thích với mọi giới bằng Anh ngữ. Cùng lúc, các ông Phan Rang và điều hợp chương trình là ông Trần Minh đã giải quyết tiếp xúc với nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan. Tôi là xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quan, và ngày hôm nay tôi đến cùng một số anh em cựu Thiếu Sinh Quan ở vùng Tây Bắc và đến đây để yểm trợ cho cuộc tranh đấu của Đài Loan giáo dân những người Hà Tĩnh, Tổ Quốc Hồng của Trung Quốc, và hiện nay ở vấn đề môi trường sống Trung Quốc của họ. Kết hợp với Hội đồng Đoàn kết Tiểu bang, đã có trên 100 nhân viên của xưởng may Sony Sewing cũng nghỉ 3 giờ của hãng để tình nguyện tham gia cuộc biểu tình đầy sức sống và năng động trẻ trung này. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn tường trình từ Union Square Center, Seattle.